Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hà Tĩnh Ngày Mới. Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với các cơ quan chức năng vừa tổ chức tái thả động vật rừng về với môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đợt này, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã thả 41 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên, trong đó có 17 cá thể khỉ, 13 cá thể rùa các loại, 6 cá thể trăn đất, 3 cá thể cầy vòi hương, một cá thể kỳ đà hoa, một cá thể diều hoa miến điện, được biết trong năm 2023, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận 83 đợt với 369 cá thể động vật hoang dã từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trên cả nước. Trong đó có 272 cá thể thuộc động vật nguy cấp quý hiếm và đã tái thả 298 cá thể, số còn lại đang được chăm sóc bảo vệ tại khu vực cứu hộ của Vườn quốc gia Vũ Quang các cá thể động vật hoang dã được vườn quốc gia vũ quang tái thả đều có điều kiện sinh cảnh phù hợp và được sự quản lý bảo vệ nghiêm ngặt